Có thể là mọi người không biết, một trái hồng tươi như thế này thì giá trị của nó chỉ khoảng độ 1.500 thôi. Nhưng mà khi được sấy treo ở trên giàn như thế này sau 20 ngày thì giá trị của nó sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nói có sách, mách có chứng, hôm nay mình lặn lội tới tận nhà vườn làm hồng treo gió luôn. Cho mọi người xem quy trình làm ra một mẻ hồng cũng thực sự cầu kỳ chứ không hề đơn giản đâu nha. Hồng tươi đem về sẽ được gọt vỏ thủ công hoàn toàn luôn ấy. Ở nhà mình gọt cứ từng đường thế này này. Còn đây là tay người đã gọt vỏ hồng 3 năm nay rồi ấy. Nhìn ghiền luôn ấy nha, tay thoăn thoắt như máy vậy. Chắc cứ 5 giây là gọt xong được một trái, mà trái nào đường vân cũng đẹp nha, đều tăm tắp luôn ấy. Còn đây là lồng treo hồng này, trái hồng sẽ không tiếp xúc trực tiếp với nắng và gió tự nhiên đâu. Chỉ bật quạt và lợi dụng độ nóng của ánh nắng mặt trời để hồng dần khô và teo lại thôi. Từ một trái hồng tươi to như thế này tới khi khô lại thì chỉ còn bằng này thôi ấy, nhưng giá trị là khác nhau hoàn toàn luôn. Một ký hồng tươi khoảng 13 trái chỉ có giá 20.000 thôi, nhưng một ký hồng treo gió 30 trái thì có giá tận 400.000 lận. Hồng giòn chín cây thì có thể là không ngon lắm, nhưng mà hồng sấy treo thì là đặc sản đấy. Hôm nay hãy cùng mình đi hái hồng về thử làm hồng treo gió tại nhà nha. Mình ở Đà Lạt cũng phải gần chục mùa hồng rồi ấy, cơ mà chỉ biết ăn thôi, chứ chưa tự tay lọ mọ làm bao giờ cả. Bữa nay thấy bạn bè mình làm, nhìn mà cũng ham quá, thế là cũng đưa đòi một tẹo, xách mẹt sang nhà chú hàng xóm vặt vài trái về làm thử. Cái này là cuối mùa rồi, cho nên là cũng không còn nhiều lắm. Cũng may là vẫn còn trái to, vặt cho nó đã cái tay. Mấy trái này cầm đầm tay đã dã man luôn ấy, trái nào cũng ú nụ ngả màu đỏ au. Kinh nghiệm được các bạn truyền lại là phải bẻ còn nguyên cuống để về còn cột dây ấy, thế là cũng trèo cây bẻ từng trái đấy, khéo lắm chứ chả đùa đâu nha. Mọi người hay hỏi là hồng mà để chín trên cây rồi nó tự phơi nắng, tự khô lại thì có thành hồng treo gió tự nhiên được không? Thì câu trả lời là không nha. Nó sẽ nấm mốc hư hết ấy, với lại gió lùa nữa sẽ rơi hết xuống à. Đi hái hồng nhưng mà vẫn không quên tấu hài nha. Bạn mình nó cứ bảo là bắt đầu giống cô bé hái hồng bên nương rồi đấy. Thử một trái hồng chín vườn ăn tại cây. Uầy, nó đỏ rỗng luôn ấy mọi người à. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ hơi chát ấy. Để thử nha. Ngọt cực luôn ấy. Trời, ngon cực luôn, không hề chát một chút nào luôn nha. Hồng xịn, hồng xịn. Đấy, thành quả của mình đấy. Trái nào trái nấy cứ phải gọi là to bằng nắm tay ấy. Giờ thì rửa sơ nước dưới suối, cái rồi đem về bóc cuống, lột vỏ, cho lên giàn treo này. Nói là sang nhà chú hàng xóm làm vài trái về mua thử thôi, mà thành ra làm nguyên cái mệt mất. Đi hái thì vui rồi đấy, nhưng mà giờ mới bắt đầu tới công đoạn phức tạp này. Theo như cách làm của người mà chắc mọi người cũng biết là ai đó, thì mình sẽ rửa thật sạch phần dưới cuống để trái hồng không có bị mốc và hư mất. Phơi nắng một tẹo cho ráo trái hồng và bắt đầu ngồi gọt. Đoạn này cứ vừa gọt vừa ngồi túm tím cười thôi. Ý là mình cũng khéo tay phết đấy chứ nhỉ. Đằng ấy bảo là phải gọt dọc trái hồng cho đẹp, là mình cũng làm y chang luôn. Đẹp đâu kém gì đâu ha. Mà thế này là không ổn rồi. Nhà mà có tận hai đứa cùng khéo tay thế này thì lại là hoàn hảo quá nhỉ. Gọt xong hết thì mình sẽ làm sạch một lần nữa trước khi treo lên. Nhìn trái hồng mà mình tự đi hái về rồi tự tay gọt vỏ mà nó đẹp gì đâu luôn á. Chưa biết là có thành công không, chứ mà thấy là ngon rồi đấy. Bây giờ sẽ là công đoạn cần nhiều sự tỉ mỉ nhất này. Cột dây cho trái hồng. Tay mình con trai cũng không được khéo lắm đâu, cứ mà vòng vòng cột cột đại cho nó thành cái túi đựng thế này là được rồi. Múa múa đại vậy chứ mà thành ra cũng đẹp đấy chứ bộ, không khéo bằng tay con gái buôn mê được chứ mà cũng ra gì phết đấy. Chưa biết treo ở đâu cho sạch cả, cho nên là mình treo tạm ở ngay giường để ngắm cái đã. Nhìn ngon khác gì dân chuyên đâu ha, nhìn cứ như kiểu là Giáng sinh về tới phòng rồi vậy. Giờ thì chờ kết quả sau nửa tháng nữa nha. Hồng treo gió của chị Hana sắp thành công rồi, còn hồng treo gió của anh Sù thì sao rồi ạ? Ok, đây là hồng treo gió của mình sau 5 ngày đầu tiên. Mình cũng lần đầu tiên tự tay làm ấy, cho nên là háo hức lắm. Ngày nào cũng ngó xem nó như thế nào ấy. Hôm nay là ngày thứ 5 mình treo lên giàn rồi, trái đã bắt đầu tóp lại khá nhiều. Cái rọ bằng dây buộc của mình làm, giờ nó lỏng ra hết luôn rồi ấy này. Màu vỏ đó tươi, rất là đẹp luôn nha. Hứa hẹn đây sẽ là một mẻ hồng thành công đó. Vì trái này nó nhỏ ấy, cho nên là nó dẻo lại rất là nhanh. Màu vỏ lại cũng đẹp nữa. Để bóc thử cho mọi người xem kết quả của nó như thế nào rồi nha. Vỏ mềm mềm, không bị quá khô, nắm tay vào nó nung nính, đã lắm. Chứng tỏ là bên trong đang dẻo mật lại rồi ấy. Bóc ra là mê ly luôn nha. Phần ruột bên trong đang dần dẻo quẹo lại, màu đỏ tươi, mật sệt sệt, nhìn là đã thấy hấp dẫn rồi đúng không? Nói là hồng treo gió, nhưng mà để cho nó dẻo lại đều mà không có bị khô hay là đen vỏ thì không được treo dưới ánh nắng trực tiếp nha. Cũng không nên có gió tự nhiên thổi vào luôn, sẽ làm dơ trái hồng ấy. Mình treo dưới máy che ni lông, chủ yếu là lấy nhiệt độ phả xuống thôi. Như vậy thì khả năng thành công sẽ cao hơn đó. Thơm lắm, thơm phức mùi hồng treo gió luôn ấy. Để ăn thử xem sao nha. Cái này tự tay mình làm mà. Nó chưa có được ngọt hẳn đấy mọi người. Với lại nó đang còn vị chát nữa. Tại vì nó chưa có đủ ngày. Cái này phải 20 ngày lận thì mới ăn được.
chờ 2 tuần nữa nhá. Đây là hồng treo gió của Sù Lèo tự tay làm. Còn đây là hồng treo gió chuẩn công nghệ Nhật Bản. Để xem là có gì khác nhau không nhá. Đây là mẻ hồng 40 trái tròn trịa 10 ngày tuổi của mình này. Phải chứng minh cho mọi người thấy rõ ràng là mình tự làm. Và làm thành công hẳn hoi luôn đó nha. Phòng mình thì không có chỗ treo, nên phải treo lên tận tầng thượng phơi đồ ấy. Chỉ cần thoáng gió, có nhiệt độ phá xuống từ ánh nắng mặt trời là được rồi. Ngày nào cũng hóng lắm, nên cứ xách ghế đi thăm nó như thế này này. Hơi cồng kềnh một xíu. Cái này là chỉ có Sù mới có thôi đó nha. Dây buộc làm trứng này. Gần ăn được rồi, cho nên là trái của mình bắt đầu teo teo, tóp tóp lại rồi ấy. Mà mỗi tội là nó không được đều màu cho lắm. Có trái màu đỏ ứng rõ đẹp, mà có trái vỏ bị nóng quá, cho nên là ngã thâm hơi đen một xíu mất. Có 40 trái à, mà nay bóc thử trái thứ hai rồi đấy. Vỏ không được đều màu cho lắm, nhưng mà bên trong vẫn rất là nung đính, đầy mật, dẻo quẹo luôn ấy nha. Còn cái này là đỉnh cao công nghệ này, mình chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi. Còn đây là hồng treo gió chuẩn công nghệ cao của Zuki Farm tặng mình này. 10 trái như một, vỏ đỏ ứng luôn, còn bóng lưỡng, mềm mềm, rất là thích mắt luôn nha. Đã được treo đủ ngày, cho nên là bên trong đã dẻo quẹo lại. Thơm phức mùi hồng treo gió luôn, ngửi rất là thích, còn có đường vân màu vàng vàng rõ đẹp nữa cơ. Không có điều kiện, không có thời gian làm thì cái này vẫn hơn nha. Làm như mình lâu lắm, mà ra không ngon bằng cái này nữa chứ.